Dung Nguyễn xin chào bà con, cô bác, anh chị em gần xa trên mọi miền đất nước chế vào xem kênh YouTube của em nha. Giờ cho em gửi lời chúc tốt đẹp, vui vẻ và may mắn đem đến hết tất cả mọi người. Mọi người ơi, thì hôm nay em có nấu món chè xôi nước nha. Chè xôi nước em nấu đó là em nấu bằng bột chợ không nha cả nhà. Trước tiên thì có đậu xanh. Đậu xanh em nấu, em quết nhuyễn cái em dòi viên tròn lại và sau đó bột. Phần bột nếp này thì em trước khi em nấu thì bột em chà cho nó bong bột lên, rồi khi mà bột bong lên hết rồi cái đầu em mới nhồi nước sôi em gứa vô, em gứa cho nó đều vô rồi em mới nhồi bột cho nó quấn cục lại cho nó dẻo như nè. Và bây giờ là thành phần viên chè em đang nấu nha cả nhà. Đây để em quay lên cho cả nhà xem nha. Đây là viên chè em đang nấu. Thì chè xôi nước em nấu bằng bột chợ nhưng mà viên chè em nấu ngon lắm nha cả nhà ơi. Đây, viên chè em nấu nó rất là ngon, viên chè trong chẻo ngon lắm nha cả nhà. Đây, thì bột nếp này là em mua ở ngoài chợ, mà em mua bằng là bột nếp trái khóm nha cả nhà, đặc biệt là bột nếp trái khóm mà bột nếp nhồi bằng nước nóng nha cả nhà. Rồi mời cả nhà vào xem coi em làm nha. Cả nhà coi chị em bà con cô bác coi có hay thì xem vô ủng hộ em. Cái phần bột nếp này là em mua bột nếp nóng ngoài chợ, và bột nếp có bột nếp nhiều trái khóm cả nhà, nó có hình trái khóm luôn. Trước tiên chị em bà con cô bác làm thì mấy chị chà bột cho nó bông nhuyễn lên. Khi mà bột bông nhuyễn lên rồi á, mấy chị bắt nước sôi cho nó sôi thì sôi, dằn vô một tí muối cho cái nước muối nó hơi lớn lớn lợn lợn như cái nước mắt của mình vậy đó. Rồi cái đầu mấy chị mới gửi đều vô thau bột. Khi gửi đều vô thau bột rồi mấy chị để cho nó nguội nguội lại bớt, còn mấy chị nhồi nha, nhồi cho nó quấn bột bột lên gì nè, như bột mình làm bánh ít vậy đó cả nhà. Rồi mời bà con cô bác anh chị em vào xem coi em làm nha. Thì phần nhân này là em nấu là đậu xanh, em nấu với nước cốt dừa, em nấu chín em quết cho nó nhuyễn, và gia vị nhân thì em nêm cho nó vừa ăn với cả nhà, rồi em dời viên lại. Chè xôi nước này thì nó cũng đơn giản, cũng dễ nấu lắm nha cả nhà ơi. Nhưng mà chị em nấu đó, quan trọng chị em nhồi bột, chị em để ý cái bột mình nhồi đó, mình nhồi cái bột cho nó dẻo, cho nó vừa tay mình bắt viên chè, thì lúc nào viên chè mình nó cũng ngon. Rồi cả nhà ơi, chị em bà con cô bác nào ở gần nhà em có muốn ăn chè xôi nước thì một hồi em đăng lên nè, mấy chị vô nhắn tin cho em nha. Bây giờ là chè nó chín rồi đó cả nhà. Rồi em vớt nó ra vô tô nước đường. Thì giờ đây là tô nước đường là em thắng trước rồi. Em thắng nó để sẵn đó. Rồi bà con cô bác chị em xem có hay vô coi em làm nha. Thì trước tiên mấy chị nấu chè này nè, mấy chị mua bịch bột nếp nước nóng, bột nếp nhồi nước nóng, nhưng mà trước khi mình nhồi thì mấy chị với nước nóng lên cho đều bột, rồi cái đầu để cho nó nguội nguội ấm ấm gì đó, mấy chị chà bột cho nó bông lên, chà bột cho nó bông cho nó nhuyễn bột hết đó mấy chị. Trước tiên mình nhồi lúc nào mình cũng phải chà bột cho nó bông nó nhuyễn lên, rồi mình mới nhồi tiếp theo cái phần hai nữa là bột nó mới mềm, nó dẻo, nó mới ngon viên chè nha chị em.
Tại vì có nhiều người mua về nó mấy người ta chỉ nghĩ là bột nó đem về gót ra là để nó tắm vô là chỉ nồi thôi. Có ở đâu? Rồi bà con cô bác anh chị em vô xem video có hay xem ủng hộ em nha. Cái này em chỉ, cái này là chỉ cần cả nhiệt tình cho chị, em nào cũng muốn làm thì vô xem nha. Tại vì ở gần nhà em nè, có nhiều người thích em hát chè này lắm. Nhưng mà mấy chị nữa, có nhiều chị không biết là nhầu cách làm sao, thì hôm nay em sẽ quay video này lên cho chị em bà con cô bác cho xem. Chờ xem mọi người ơi, xem em nấu chè sôi nước nè mọi người ơi. Nhưng chè sôi nước của em rất là ngon nha mọi người ơi. Đây chính là công tử bột đi tìm nồi nước ngọt nè, sống và đào công tử nổi lên là viên chè xôi nước này đó mọi người. Rồi bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả bà con cô bác anh chị em nha. Bye bye mọi người nha. Và kết thúc chương trình cho em gửi lời chào tốt đẹp, vui vẻ và may mắn đem đến tất cả mọi người nghe. Bye bye.